Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Trải qua 74 năm chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên chiến sĩ ngành quân y đã luôn phát huy bản chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ động, sáng tạo, lập ngàn chiến công trong các cuộc kháng chiến và là địa chỉ đỏ, tác giả của rất nhiều công trình khoa học, thành tựu y tế cấp quốc gia, quốc tế. Những truyền thống thành tựu quý báu đó đã luôn được các thế hệ ngành quân y xây dựng và vun đắp. Nơi đâu có khó khăn, thử thách là ở đó có dấu ấn của những chiến sĩ quân y nơi tuyến đầu. Như trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngay từ khi có những ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc, ngành quân y đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cho Đảng và Nhà nước thực hiện các kế hoạch bảo vệ từ sớm, từ xa, sức khỏe của nhân dân ta. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, trong khi nhiều quốc gia còn lúng túng trong việc tiếp nhận công dân của nước mình ở vùng có dịch trở về nước, thì ngành quân y đã tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Chính phủ xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch, quyết tâm không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh. Sau khi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng được thành lập, ngay trong đêm, ngành quân y đã xây dựng kế hoạch 360 về tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Và chỉ vài ngày sau, các đơn vị quân đội đã dồn dịch doanh trại, bố trí hơn 100 điểm cách ly công dân trên cả nước, sẵn sàng tiếp nhận hơn 37.000 người và sau đó nâng khả năng đón tiếp hơn 44.000 người. Đến nay, các cán bộ chiến sĩ quân y tại các đơn vị trong toàn quân đã trực tiếp kiểm tra, tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe cho hơn 53.000 công dân Việt Nam và người nước ngoài trở về và đến từ vùng dịch. Trong đó, hơn 47.000 người đã được trở về nhà. Đã có những công dân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại các điểm cách ly của quân đội, nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao. Nhưng các cán bộ, chiến sĩ quân y vẫn luôn miệt mài, ngày đêm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quyết tâm không để trường hợp nào bị tử vong do COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa. Đầu tháng 3, ngành quân y đã tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc diễn tập phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước, với hơn 27.000 người tham gia và diễn tập ứng phó với 5 cấp độ dịch. Tình huống hơn 30.000 người nhiễm bệnh tại Việt Nam cũng đã được diễn tập thực binh. Qua đó, người dân thực sự yên tâm bởi trong mọi tình huống, quân đội đã sẵn sàng các kế hoạch ứng phó. Vào cái lúc mà thời điểm mà toàn quân đang chung sức chung lòng với toàn dân phòng chống dịch, thì Bộ trưởng đến thăm, làm việc, kiểm tra của quân y, vừa động viên nhưng vừa ra những cái lời căn dặn, đồng thời cũng là cái mệnh lệnh cho ngành quân y và cho toàn quân. Trong bất luận tình huống nào, quân đội luôn luôn phải đi đầu và giành chiến thắng trong cái dịch chống COVID này. Và chúng tôi luôn luôn ghi nhớ những cái điều đó để có thể nói rằng là kim chỉ nam là động lực để toàn ngành phấn đấu và thực hiện những cái việc đã làm trong thời gian vừa qua, thì cũng có thể nói rằng là những thành công bước đầu, còn cả trận đánh còn đang ở phía trước. Tiếp tục cùng với toàn quân, toàn dân để thực hiện đầy đủ, toàn diện, quyết liệt, chặt chẽ tất cả các biện pháp phòng chống dịch để đi tới cái thắng lợi cuối cùng. Cuộc chiến với dịch COVID-19 còn đang ở phía trước. Những người lính quân y nơi tuyến đầu còn phải đối diện với nhiều khó khăn, vất vả, hiểm nguy. Nhưng bất luận trong hoàn cảnh nào, quân đội, trực tiếp là ngành quân y, cũng sẽ luôn đồng hành sát cánh với nhân dân. Sự hy sinh và những cống hiến của người chiến sĩ quân y một lần nữa được in đậm trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Mỗi ngày, luôn có các bác sĩ đến kiểm tra thân nhiệt 2 lần và phát khẩu trang miễn phí cho mọi người trong thời gian ở đây. Em muốn cảm ơn chân thành đến các cán bộ cũng như các anh bộ đội đã hỗ trợ và giúp đỡ em. Qua những cử chỉ dặn dò ân cần, chúng tôi có cảm giác như người thân yêu của mình đang lo lắng chăm sóc cho mình. Bác sĩ quân y vừa thân thiện, vừa nhiệt tình, không quản ngày đêm lo cho dân. Bà con thật yên tâm và tin tưởng ở nơi đây có một tình thương ruột thịt. Hơn cả những dòng lưu bút, chúng em vô cùng biết ơn các cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ ngày đêm túc trực, chăm sóc, giải đáp mọi khó khăn, thắc mắc, giúp người cách ly yên tâm, thoải mái
mong rằng các cán bộ chiến sĩ, bác sĩ giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Cảm ơn tất cả các bác sĩ, nhân viên quân đội và các tình nguyện viên. Cảm ơn vì đã vất vả chiến đấu vì chúng tôi. Chúng tôi hiểu và biết ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn những bác sĩ, những người hùng thầm lặng của dân tộc luôn vì nhân dân quên mình.